Xin chào anh chị tới ghé tham quan xưởng chế tạo máy điện cơ xanh. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị mẫu máy trộn lồng quay. Máy này chuyên dùng để trộn thực phẩm, tẩm ướp bột, gia vị. Máy này bố trí đầy đủ các chức năng để điều khiển máy quay hựng, quay ngược, điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của lồng quay. Mình điều chỉnh tốc độ nhanh chậm, mình sẽ qua điều chỉnh cái nấm biến trở này đây, tốc độ lồng sẽ quay nhanh lên. Sau khi trộn xong á, mình đặt công tắc đổ liệu theo cho thuận ngược ngược á, để lồng quay nó úp xuống mình đổ sản phẩm ra ngoài. Nhờ cơ cấu này á, mình lấy sản phẩm ra không cần phải là xúc ra, mình chỉ cần để cái phễu và cái thao phía dưới của lồng quay đó mình đổ úp ra ngoài là được. Sau khi mà đổ xong đó, mình có cơ cấu mình bật lại cho cái lồng quay nó úp ngược lên. Mở nắp đó, có chốt gài, chỉ cần gỡ ra thôi. Sau khi mình gài nắp lại, mình điều chỉnh tốc độ quay nhanh chậm tùy ý. Nhờ nắp đậy nên trộn sản phẩm những dạng bột thì sẽ không bị bay bụi ra. Máy được chế tạo toàn bộ bằng inox 304, được bao che cẩn thận, đạt tiêu chuẩn bên an toàn vệ sinh thực phẩm. Xin cảm ơn anh chị đã ghé tham quan xưởng chế tạo máy điện cơ xanh.